Xin kính chào quý vị và các bạn. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa hướng dẫn công tác tuyển sinh trong tình hình dịch Covid-19, trong đó một số mốc thời gian được điều chỉnh để phù hợp với những thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2. Theo đó, thời gian điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh được chuyển từ ngày 7 tháng 8 theo kế hoạch ban đầu sang ngày 29 tháng 8. Thời gian kết thúc thay đổi nguyện vọng là 17 giờ ngày 5 tháng 9. Chậm nhất ngày 26 tháng 8, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành sức khỏe và sư phạm trong khi kế hoạch cũ là ngày 3 tháng 8. Các trường thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo quy chế tuyển sinh từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9. Lịch cũ là từ ngày 20 đến 22 tháng 8. Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 16 tháng 9 so với lịch cũ là ngày 23 tháng 8. Xác nhận nhập học đợt 1 là trước 17 giờ ngày 26 tháng 9. Để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho những thí sinh thuộc diện đặc cách, xét công nhận tốt nghiệp do không thể tham dự hai đợt thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, sau đây gọi là thí sinh đặc cách, được tham gia xét tuyển đại học và cao đẳng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng tuyển sinh ngành giáo dục mầm non, gọi chung là cơ sở đào tạo, thực hiện điều chỉnh, bổ sung phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh dành riêng cho đối tượng thí sinh đặc cách. Cụ thể, về chỉ tiêu tuyển sinh, các cơ sở đào tạo xác định khu vực xét tuyển chủ yếu, làm căn cứ tính toán, dành lại một số chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành, chương trình đào tạo tương ứng tỷ lệ thí sinh đặc cách trên tổng số thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào đại học và cao đẳng. Sau khi hoàn thành tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ công bố danh sách các học sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và các số liệu cần thiết khác của các địa phương trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với các ngành, các chương trình đào tạo có nhu cầu lớn, điểm chuẩn của các năm thường cao do cơ sở đào tạo xác định và chịu trách nhiệm giải, giải trình và các ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên cơ sở đào tạo có thể xét đủ chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định sau lịch xét tuyển chung dựa trên kết quả hai đợt thi trung học phổ thông đồng thời được bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh cho mỗi ngành mỗi chương trình đào tạo này tương ứng tỷ lệ thí sinh đặc cách trên tổng số thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học và cao đẳng về phương thức tuyển sinh và xét tuyển thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết các cơ sở đào tạo căn cứ lịch tuyển sinh được điều chỉnh và tình hình thực tiễn để xem xét, quyết định điều chỉnh bổ sung phương thức xét tuyển phù hợp với yêu cầu của cơ sở đào tạo và tạo thuận lợi cho thí sinh, trong đó có phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập trung học phổ thông, dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 9 năm 2021 và các phương thức khác do cơ sở đào tạo quyết định và chịu trách nhiệm giải trình. Bộ Giáo Dục sẽ phối hợp với hai đại học quốc gia và các địa phương tính toán xác định thời gian địa điểm thi đánh giá năng lực cho hai nhóm đối tượng thi đặc cách. Hai đại học quốc gia sẽ công bố thông tin để tạo điều kiện thuận tiện cho thí sinh đăng ký dự kỳ thi đánh giá năng lực. Kèm theo đăng ký nguyện vọng xét tuyển à, các cơ sở đào tạo có sử dụng kết quả của kỳ thi. Đối với các cơ sở đào tạo thuộc khối An ninh Quốc phòng thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Công An và Bộ Quốc Phòng. Đối với các cơ sở đào tạo có khó khăn trong việc tổ chức thi năng khiếu do điều kiện dịch bệnh đề nghị có văn bản báo cáo Bộ Giáo dục đào tạo về kế hoạch phương thức tổ chức thi, số liệu cụ thể, số lượng thí sinh đăng ký dự thi và đề xuất phương án để Bộ tổng hợp xem xét và hướng dẫn cụ thể. Trên đây là một vài thông tin về điều chỉnh về thay đổi nguyện vọng của Bộ Giáo dục đào tạo. À, chúc các bạn có những cái lựa chọn đúng đắn.